Tin Tốt GTV và hôm nay chúng ta đã trở lại với một video mới. Thì tụi mình đang ở đâu đây các bạn biết không? Các bạn biết không? Dắt biết không? Dắt ơi, nhìn thấy quen quen ta. Ủa, thấy mà chỉ muốn bức tường thấy quen. Đúng rồi. Tại vì những lần trước ông đã thử thách tụi tôi nên là ông đã chiến thắng, nên là bây giờ Toga quyết định muốn phục thù lại Dắt VN các bạn ơi. Dắt đã hạ chiến thắng rất là nhiều cái thử thách của Dắt, nên là bây giờ mình muốn phục thù các bạn. Thì nếu các bạn chưa biết thì trò chơi này chúng ta sẽ có một chủ đề nhất định, sau đó chúng ta sẽ xây cái công trình đó vào những cái vị trí của mình, sau đó chúng ta sẽ chấm điểm cho nhau, nhưng mà các bạn cũng là sẽ là người quyết định kết quả, bởi vì các bạn cũng chấm điểm bằng cách comment bên dưới video này luôn nha. Nên là tùy thuộc vào các bạn ủng hộ đó nha. Mọi người sẽ ủng hộ tôi. Ai mà biết được. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vô cái nút này thì chủ đề nó sẽ hiện ra. Hãy cho là chủ đề gì đây? Đó chính là tàu hỏa ha. Trời ơi, cái gì? Nếu như mọi người đã biết được cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta về vị trí của mình để bắt đầu xây cái nào. Đây rồi, đây chỉ là bức tường nhà thôi. Đây sẽ là vị trí của tôi, sẽ xây cái tàu hỏa đây các bạn. Được rồi, nhưng mà hôm nay Toga TV đây sẽ cho các bạn một bất ngờ, thì các bạn hãy chờ coi hết video để biết nha. Navi sẽ xây một cái tàu hỏa thiệt là đẹp luôn. Em đây, mình sẽ xây cái đường ray chắc nè, là sao mới tới tàu hỏa. Tàu hỏa chỉ đối với đường ray mà. Rồi mình sẽ làm hai cái lề bên đây nè, đó đó. Ok, mình sẽ xây một con tàu hỏa mà đó chính là chú Charlotte nè, cho tụi nó sợ luôn. Tôi chỉ cần xây một cái đường ray vô cùng bình thường, vô cùng là đơn giản thôi các bạn ạ. Và tôi sẽ có cách để biến hóa nó trở thành một cái tàu hỏa siêu là kinh khủng và rồi biết luôn các bạn. Hãy chờ xem nào. Trước tiên mình sẽ xây một cái đường ray hả, cùi bắp trước đây. Mình sẽ làm một cái tàu hỏa bằng vàng luôn các bạn ạ, cho nó xịn các bạn đó. Bây giờ mình sẽ xây cái tàu hỏa trước này, nhưng mà các bạn nhìn vậy nó có vẻ hơi xấu thôi, nhưng mà không đâu các bạn ơi. Sau khi tôi làm một cái điều bất ngờ này, các bạn sẽ hả hết hồn cho mà coi. Ôi giời ơi, anh Toga xây xấu như vậy thì làm sao mà chiến thắng được thử ta đẻ đâu bầu. Nhưng mà không các bạn. Các bạn hãy nhìn đây, các bạn sẽ bất ngờ cho mà coi. Chỉ cần đứng trước cái tàu hỏa này và mình ghi một cái lệnh có tên là hai xoẹt, sau đó ghi chữ nâng cấp vô đây các bạn. Sau đó mình chỉ cần enter một cái, hãy cho tôi đã vừa nâng cấp cái tàu hỏa vàng của tôi lên, và bây giờ nó trở thành thứ gì đây các bạn? Không những thế, trong những cái toa tàu hỏa này bên trong mình cũng có thể bay vô được, và còn có ghế ngồi các thứ nữa các bạn. Đây chính là khoang hành khách này, còn đây chính là khoang lái là bên này đó. Các bạn có thể thấy đây chính là chỗ mà chúng ta lái tàu này các bạn ơi. Xịn chưa? Nếu thấy xịn thì hãy nhớ chấm điểm cho tôi thiệt là cao nha các bạn ơi. Không những thế, ống khói nó còn phun khói lên này các bạn. Tu là tàu khởi hành xịn liền. Được rồi, không biết mọi người kia khi thấy được cái tàu của tôi này sẽ phản ứng như thế nào đây. Để mình hỏi mọi người xong chưa nha. Xong hết chưa, tôi xong rồi nè. Xong rồi. Đi Dắt và con Huy Nếp cũng xong luôn rồi sao? Đang lên nè. Yes. Ok, được rồi. Vậy tất cả mọi người đã xong rồi thì tới lượt các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng nhà để chấm điểm xem thử ai là người có cái công trình xịn nhất nha mọi người. Vô của chị chứ. Đây dễ thương lắm. Vô vậy đây. Được rồi, qua coi. Chạy. Nó nhỏ xíu vậy thôi á. Nhưng mà nhìn kỹ thì tàu cũng... một người à, thì ra cái này là tàu một người anh em. Còn đây chính là cái đường ray này. Trời sao mà nhìn nó thủ công quá vậy trời. Thì các bạn chấm điểm bao nhiêu cho chị Nabi thì đừng quên comment bên dưới nha. Còn được rồi, còn bây giờ Dắt Huy Toga chuẩn bị đứng vô, chuẩn bị cho điểm chị Nabi nè. Điểm cho chị Nabi các bạn ơi. Huy đưa lên trước đi. Huy cho Nabi bao nhiêu điểm? 4 điểm. Dắt cho bao nhiêu điểm? 4 điểm vậy. Dắt 5 điểm và Toga 6 điểm. Trời đất ơi, 4, 5, 6 luôn vậy. Ok ba. Ok thì được rồi, cái này còn tùy thuộc vô các bạn comment nữa. Nhiều khi các bạn comment chấm điểm cho chị Nabi nhiều điểm thì sao, đúng không mọi người? Chúng ta qua của ai tiếp đây mọi người? Chấm điểm của ta nè. Được rồi, Huy Nấp muốn bạn hay vậy. Được rồi, để xem thử của Huy Nấp là có cái gì đây. Chu Charlotte. Chu Charlotte, lại sao nó lại ở đây vậy? Trời, thì nó cũng là tàu hỏa mà trời. Cũng là một lựa chọn táo bạo đó mọi người. Nhưng mà xây cũng không được đẹp lắm, nên là mọi người chấm điểm nè mọi người ơi. Nhớ chấm điểm thì cao nha. 1, 2, 3 của Toga là 6 điểm. Ủa chắc là 5 điểm. Tổng điểm của mày là 17 đó Huy Nấp ơi. Trời vậy? Ơi, vậy mà thấp cái gì đó. Trời, cao hơn chị rồi. Chúng ta đến với người tiếp theo, đó chính là ai đây?
chắc là tôi. Ok được rồi. Nhưng tôi bị ẩn, nhưng tôi bị ẩn là nhìn từ đằng xa xa tôi thấy cái tàu lửa có dắt rồi đó. Ui, tàu lửa có dắt màu cam luôn hả? Đúng rồi, hệt màu của tôi luôn. Đúng rồi, cũng hợp lý, cũng hợp lý. Rồi dắt màu cam xây tàu lửa màu cam. Ui, dắt còn có xây một cái đường ray đây này đó. Đáng cộng điểm, đáng cộng điểm nha. Được lần rồi. Này tôi không có gian lận nha. Lần này không có ai gian lận hết đâu. Mà chẳng hơn các bạn đúng không? Các bạn làm gì có ai gian lận? Ngọn khói nữa nè. Đúng rồi, rất là sáng tạo luôn. Mọi người tập trung vô lại đây cùng nhau chấm điểm với các bạn fan đang coi video này mọi người ơi. 3, 2, 1, chấm điểm cho Dắt nè. Wow. Yeah. Yeah. 7, 8, wow Dắt ơi, điểm của ông cao lắm đó nha. Bây giờ mọi người qua với tôi chuẩn bị chấm điểm này các bạn ơi. Được rồi, tôi nghe được gì đâu. Mọi người sẽ phải chấm điểm cho tôi thì cao này được. Đen, đen, đen. Mọi người thấy vậy. Được rồi, để coi mọi người reaction như thế nào nha các bạn. Sao mà xây cái tàu to vậy mà lẹ vậy được? Ủa? Trời đất ơi, sao người ta gọi này, là to sao cái đường ray nó đi ra vậy? Tại vì tôi muốn xây bự quá nhưng mà chỗ này nó nhỏ quá đó. Dắt được rồi, còn chị Nabi thấy sao? Chị Nabi thấy sao? Dữ vậy, xây dữ vậy trời. Không tin được. Mọi người chấm điểm cho tôi đi, còn chần chờ gì nữa nào. Các bạn ơi, lạ quá. Trời ơi, chấm điểm cho tôi luôn nha. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, đỉnh quá. Trời đất ơi, màn đầu tiên và người chiến thắng với số điểm cao nhất đó chính là Tô Gà với số điểm là 30. Tôi sẽ cho các bạn xem hả xung quanh cái chiếc tàu này một lần cuối cùng rồi chúng ta sẽ hòa với màn thứ hai này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm vô để xem chủ đề tiếp theo là gì nha. Rồi, hãy chờ. Cái gì? Lần này tôi sẽ thắng nha. Lần này ai cũng thắng hết đây. Mình sẽ xóa cái tàu hỏa này đi và xây vào đó là mình sẽ xây một cái máy bay các bạn à. Lần này tôi xây đẹp lắm đó cho nên mọi người hãy chấm điểm cao cho tôi nha. Bây giờ mình sẽ cho Tô Gà thấy mình xây đẹp thật sự như thế nào đây. Mình sẽ xây một chiếc máy bay màu hồng thiệt là cool te. Bánh xe trước nè. Cũng xây một cái hả máy bay nhưng mà mình sẽ lại làm bằng vàng rồi. Mình sẽ lại dùng cái lệnh nồi nãy để nâng cấp lên. Thì các bạn sẽ thấy được cái độ đẳng cấp của chiếc máy bay này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên mình chỉ cần xây một chiếc máy bay bình thường thôi các bạn ơi. Đó, cái đuôi bên này nữa. Sau đó chúng ta chỉ cần bấm cái lệnh kia vô. Các bạn sẽ bất ngờ. Các bạn chuẩn bị nhìn sự thay đổi của nó này các bạn. Xoẹt xoẹt, nâng cấp và enter. Các bạn tin được không? Các bạn tin được không? Chính là chiếc máy bay mà tôi đã vừa nâng cấp đó lên nè các bạn. Wow. Và đây là bên trong cái máy bay này các bạn. Có ghế chỗ ngồi các thứ. Như là một chiếc máy bay xịn sò luôn. Có thể bay được các bạn. Nãy là mình xây dưới máy bay nó bay lên trời luôn các bạn. Để tôi cho các bạn xem tổng thể chiếc máy bay này để các bạn chiêm ngưỡng nó này. Wow, quá là đẹp luôn đúng không các bạn? Trời đất ơi, tôi không ngờ tôi có thể xây được vậy luôn. Mặc dù không phải tôi xây nhưng mà cũng coi như tôi xây đúng không các bạn? Nhìn các bạn như này, nhìn nó thiệt là đẹp đúng không mọi người? Mọi người xong chưa vậy? Xong rồi. Xong rồi. Thì chúng ta tập hợp lại chuẩn bị hả quyết định điểm số cho ván đấu thứ hai đâu các bạn ơi. Chúng ta qua của ai trước đây nhỉ? Qua của ta đây, lần này ta tự tin lắm. Ôi vậy hả? Huy Đức là tự tin sao được rồi? Vậy thì bây giờ ai coi Huy Đức chiếc máy bay Huy Đức là sao đây? Tôi thấy được. Ai bị đỉnh lên. Wow, ui cái dưới là cái gì? Ui, là cái đường băng luôn hả? Wow, Huy nó xây chi tiết vậy mà. Còn mấy cái cục xung quanh này là gì? Mấy cái cục tròn tròn này là gì vậy Huy Nấp ơi? Đó là mây đó, đó là mây đó. Trên trời phải có mây chứ. Trên trời là phải có mây hả? Cái cánh này là cánh chim hả? Chứ tự nhiên gắn vô máy bay cái này nó bay về hướng lẽ các bạn. Trời đất ơi, cánh này bị ngược rồi. Trừ điểm nha các bạn. Cánh như này thì máy bay nó sẽ không có bay được đâu. Rồi luôn Huy Nấp ơi. Rồi luôn Huy ơi. Tự tin nè, được. Đã tới lúc chấm điểm cho Huy Nấp ơi. Mọi người đứng lên máy bay để chấm điểm đi nào. Trời sai có chút xíu, mọi người bỏ qua đi, bỏ okay, qua đi. Ok, được rồi, bỏ qua. Được rồi các bạn. 2, 3, điểm Huy Nấp là 5, 6, 7. Wow. Ủa? Trời ơi, sao mà thấp dữ vậy? Vậy mà còn thấp cái gì nữa rồi. Tổng điểm Huy Nấp bây giờ đã là 18 điểm cho mạng thứ hai là được rồi. Ai bảo mày say bị ngược chi bị trừ điểm là đúng rồi. Ui, các bạn cũng chấm điểm cho Huy Nấp quá trời luôn kìa. Qua của chị đi chấm điểm cho cao nè. Huy Nấp đã buồn rồi kìa. Hay được rồi, bây giờ chúng ta qua của chị Nabi để xem thử chị Nabi hả say một khi chiếc máy bay nó đẹp như thế nào đây. Máy bay của chị Nabi đâu? Nhanh wow. Đây. Wow. Cái gì đây? Đây là cái gì? Đây chính là chứng thăng. Trời ơi, nhưng mà sao nó tươi màu hồng vậy? Màu hồng dễ thương quá vậy. Trời đất ơi. Tại vì trực thăng của con gái. Hồng đen. Trời, không có cánh cửa.
cửa đi vô. Từ điểm. Rồi luôn, từ điểm là một cửa đi vô. Bên trong này bạn, ô có chỗ buồng lái, có nút lái rồi luôn này, cũng hay đó, cũng là sáng tạo đó các bạn. Ghê sáng tạo rồi. Chấm điểm thì cao nha anh Phi Công. Biết rồi, trời ơi, mình bị vũ rồi, được rồi. Các bạn chuẩn bị chấm điểm cho chị Nabi luôn nha. Chiếc trực thăng màu hồng này các bạn nghĩ thấy như thế nào? Có dễ thương không thì chuẩn bị chấm điểm nha. 2, 3, đưa điểm lên nào. Chấm điểm. Chúng ta đến với người tiếp theo, đó chính là của Jack VN, đúng không Jack VN ơi? Đúng rồi, okay, của tôi. Rồi, của Jack đâu rồi ta? Của Jack đâu? Phải bay qua đây này. À đây rồi. Wow, đây chính là của Jack đây các bạn ơi. Ui, cái gì chứ? Cái gì mà trắng bóc vậy? Giống như chiếc máy bay ngoài đời mà nó sang trọng, nó tinh khiết. Việt Nam Airlines đó hả? Sẽ thường dán cái nhãn hiệu nó lên như kiểu màu cam, màu đỏ, màu xanh rồi đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Từ từ, chờ chưa dán nhãn mà. Thôi được rồi, cũng chăm chú. Nhưng mà có đường lên. Ui, có sáng tạo, có đường lên luôn này các bạn. Có đường lên cho hành khách nè. Mời hành khách bước lên nè. Ok, bước lên đi, hành khách nào được không? Chuẩn bị viên công tác viên nè. Ghê vậy, người lái sao? Lái sao? Cái chỗ lái đâu? Lái sao vậy? Chỗ lái đâu? Chưa xây. Chạy hết mẹ. Trời ơi, vì công mà không có chỗ lái rồi ngồi vô ngồi bay làm sao trời ơi. Để tôi cho các bạn chiêm ngưỡng máy bay của Jack thêm một lần nữa này đó. Các bạn thấy rõ chưa? Còn bây giờ thì mọi người ơi, lên đây chấm điểm nè, lên đây chấm điểm nè. Ok. 1, 2, 3. Trời ơi, mình đều với vậy 888 thôi các bạn, số điều quá vậy. Trời ơi, bắt tay đồng lộn. Trời ơi, sao tao thấp nhất vậy? Tao có 18 điểm thôi à. Trời ơi, ai bảo hồi nãy mày xây cánh ngược chứ cánh đúng là nó phải vậy là đúng không mọi người? Mọi người ơi, chuẩn bị qua của tôi để mà hết hồn nè. Qua đi mọi người. Trời ơi, chắc lần này tôi không xây kịp đâu. Đúng rồi, không có xây kịp đâu, sao mà xây kịp được. Gì vậy? Chiếc máy bay bình thường nhỏ nhắn giản dị xinh xắn thôi mọi người ơi. Trời ơi, công ty này như vậy thì sao tôi cảm thấy xịn dữ vậy? Trời ơi, chiếc máy bay này bằng 3 chiếc máy bay của mình cộng lại luôn đó mọi người. Cái gì vậy? Nghe cũng hơi vậy đó. Mừng quá như vậy mà. Vậy? Không những thế, bên trong còn có một bàn hành khách vô cùng lợi lợi cho mọi người có thể thoải mái ăn năn nằm ngủ nghỉ đi toilet vệ sinh. Business. 3, 2, 1, chấm điểm đi nào. Mặc dù muốn chấm cao lên mà nó đẹp thì đúng rồi, nó đẹp thì nó phải chấm cao đúng không mọi người? Được rồi, tôi lại được 30 điểm. Và trước khi qua màn cuối cùng, tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc máy bay này thêm một lần cuối nè. Không thể thắng được lần này nữa đâu. Vậy là ba người quyết là gọi là muốn chống lại tôi sao? Nhưng mà không được đâu các bạn, tại vì tôi có sự trợ giúp của lệnh nâng cấp mà. Nâng cấp gì? Nói gì anh? Nâng cấp gì anh? Lệnh gì anh? À, ý là bữa giờ là tôi rèn luyện kỹ năng xây lên, kỹ năng xây tôi được nâng cấp rồi đó mọi người, không biết sao. Chủ đề tiếp theo tôi là bấm nút nè, hãy chào. Ông chủ đề là gì đó? Rồi về vị trí của chúng ta thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ xem một chiếc thuyền để mấy thằng con trai nó không coi thường con gái nữa luôn. Đó, ở dưới đó là màu đen, ở trên đây là màu tím. Tôi sẽ xem một chiếc thuyền chống lại đại hồng thủy luôn nè. Cho nên nó sẽ rất là bự. Nè, lần này mình sẽ xem chiếc gì thuyền hải tặc đi ra khơi tìm kho báu. Lần này tôi sẽ xây một con thuyền lại bằng nguyên vật liệu là vàng đó. Chúng ta còn sử dụng cái lệnh nâng cấp hình nhỏ thôi các bạn. Mình nâng cấp cái trình mình lên đó mọi người. Để mình nâng cấp chiếc thuyền này lên thiệt là xịn, nên là các bạn hãy chuẩn bị coi nha. Thuyền gì đâu mà nhìn nó xấu nó như cái bồn tắm bằng vàng vậy bạn. Nhưng mà không sao, tại vì mình đâu có lệnh nâng cấp rồi, nên là bây giờ tôi chuẩn bị nâng cấp đó đây. Xịt xịt, nâng cấp và enter. Tôi lại không thể nào tin vào mắt mình một lần nào nữa đâu, tại vì nó quá là đẹp đi mà các bạn nhìn đây. Bên
trong những cái toa tàu này nó còn có những cái rất là thú vị, như là có phòng gym nè, rồi trên này có phòng cất chứa đồ, ở dưới này chỉ là phòng chơi bia được các thứ, phòng ngủ quá trời quá đất luôn này, xịn như xịn liền. Nếu xịn thì các bạn còn chân chơi gì nữa không, chấm điểm cho tôi liền đây. Không biết anh em đã xong hết chưa nhỉ anh em ơi? Xong rồi. Thì hả, chấm điểm nha. Ui, nấp là người xong đầu tiên, sau đó tới ai đây, tới ai đây. Ui, dắt VN bật ra BTG. Ok, mọi người đã xong hết rồi sao? Lần này thì tôi gà không thắng được đâu, bởi vì tụi tôi xây rất là đẹp. Cái gì thiệt dữ vậy sao? Ui dồi ôi, nghe mọi người có vẻ tự tin quá ta. Được rồi, vậy bây giờ qua coi của ai trước đây, ta? Qua con của chị đi. Ui, tự tin nhất rồi, được rồi, Huy dắt theo tôi này qua coi. Okay. Tôi thấy rồi. Ui, một chiếc thuyền màu tím, sao lần này không xây màu hồng nữa hả Nami? Ủa trời, đây này là thuyền, đây cái này là chiếc cano hả Nami, chứ đâu phải chiếc thuyền đâu. Bây giờ hả, nhìn cũng giống thuyền mà. Trời ơi, cái này là cano, đúng rồi. Lên chiếc mặt nước ta như con sống. Trời đất ơi, hơi nhỏ so với dự kia nha. Thôi được rồi, cũng chăm chứ. Các bạn ơi, chị Nami với sự dễ thương này được bao nhiêu điểm đây? Được rồi, chuẩn bị chấm điểm nè. 1, 2, 3, 7 điểm. 7 điểm. Sao ba người được 7 điểm hết luôn vậy? Sao mày làm như hết vậy? Bây giờ còn tùy thuộc vào các bạn nữa. Các bạn chấm điểm cho chị cao thì chị sẽ thắng thôi. Đúng vậy. Các bạn hãy chấm điểm cho tôi cao cao. Chiếc thuyền của người tiếp theo là của ai đây? Và đây chính là của Huy Nấp đây. Các bạn ơi, ta cái thuyền này quen quen nè. Cái này là cái gì sao nhìn quen quen? Chiếc thuyền Noah trong truyền thuyết đó. Chiếc thuyền Noah. Chiếc thuyền Noah, các bạn đã từng nghe qua chứ? Chiếc thuyền Noah là chiếc thuyền gọi là dùng để cứu muôn vàng muôn thú trong rừng hả, vượt qua cái đại hồng thủy đó bạn. Wow, trời này có một căn nhà để trú mưa trú bão nữa nè. Cái này phải chấm điểm cho thiệt là cao nha, tại vì cái này nó cứu muôn loài đó. Cái gì, chiếc thuyền này cứu muôn loài hả? Trời đất ơi, mọi người chuẩn bị chấm điểm đi nè. Cao lên nha, chấm điểm không cao là tôi không cho lên thuyền là đại hồng thủy tới đó. 1, 2, 3 tôi cho điểm nè. Yeah. Chấm luôn. Wow, lần này Huy là cao điểm nhất rồi đó nha. Tại vì Huy nó xây cái thuyền này nó nhân văn quá các bạn. Thuyền này là thuyền Noah mà cứu người cứu vật mà. Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta đến với chiếc thuyền tiếp theo, đó chính là thuyền của Jack VN màu cam nè. Đúng cái rồi. Tôi là hải tặc Jack VN đây. Chào mừng mọi người đến thuyền hải tặc của tôi. Thuyền hải tặc của tôi. Trời ơi, hèn gì mới giờ tôi thấy cái buồm mà nó có cái đầu lâu mà tôi nghi rồi. Còn có hả đại bác rồi, còn uy tên này là có cái gì đây? Đó là bản đồ đi tìm kho báu á, cứ miệng phải biết có kho báu chứ. Đúng rồi hả, dắt là cướp biển mà coi. Trời đất ơi, hợp lý. Ôi dắt còn hả bị chột một mắt nữa. Đúng rồi kiểu cướp biển luôn hả dắt ha. À chấm điểm đi, chấm điểm đi. Ok, một kho báu đưa điểm bên này. 3, 2, 1, tôi cho dắt 8 điểm. 8 điểm. Cái này xây cũng đẹp nhưng mà nó không có nhân văn bằng cái Huy Đất hồi nãy coi. Cái này là cứu người, còn cái này là đi cướp người ta là không có ổn rồi. Trời ơi, chơi kỳ vậy. Đâu mà kỳ, được rồi. Vậy tổng kết điểm này nãy giờ, Nabi là 3 con 7, Huy là 3 con 9, Jack là 3 con 8, là Huy vẫn là đang là người cao nhất rồi các bạn ơi. Mọi người ơi, qua đây đi, chuẩn bị chiêm ngưỡng nè. Ok. Thôi được rồi, mọi người lại đây, lại đây. Tôi cho mỗi người một khoang nè, để cho Huy ở khoang đầu tiên là Huy đánh pizza nè. Xong cho dắt đi tập gym, còn Nabi lên này, Nabi ở chơi với mấy cái thùng. Ok, được rồi, Huy dắt đi ơi. Các bạn đừng quên chấm điểm cho tôi nha. Còn bây giờ thì mọi người ơi, chấm điểm cho tôi nào trước khi là tôi đưa chiếc thuyền này ra ngoài đi chơi cùng với mọi người. Cái này gọi là du thuyền luôn rồi các bạn à, du thuyền đó. Chấm đi. Nhưng mà trước khi về họ để lại 3 cái bảng 10 điểm. Vậy là tôi lại được 30 điểm rồi. Mà mọi người đợi tôi với, đừng có bỏ tôi chứ. Trời đất ơi, bỏ đi hết trơn luôn rồi các bạn. Vậy là tôi là người chiến thắng trong ngày hôm nay các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi phải đi xin lỗi mọi người. Cái sợi gì tôi say dữ quá nên là mọi người bỏ tôi đi chơi hết trơn rồi. Thì các bạn đã chấm điểm cho tôi chưa? Thì hãy nhớ comment bên dưới vào. Nếu các bạn muốn coi một video say khác thì bạn hãy bấm vô đây. Còn bây giờ tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng một chiếc thuyền này cuối cùng. Rồi tôi sẽ chở mọi người đi chơi nè.